mình quay bài Malai giữa mình nè. Malai trước đầu tiên nó nổi hết rồi, mình bắt ra lòng ngoài hết trơn rồi, nó bự hết rồi, 4 tháng mấy khu rồi. Bây giờ nó ra ngoài nó có con kình con chưa. Còn bài này bài lưới sao nè, lưới sao này chắc cũng 3 tháng rồi, hơn 3 tháng rồi, 3 tháng mấy. Còn ở đây mình không có dám, chưa dám thả ra nữa nè. Thả lưới này ra chắc bị cái lưới bài anh đó ngược nó đá chắc chết quá. Bài này mới gặn gặn cườm hết rồi, mấy con bài bài trước nó đủ cườm hết rồi, cự trong chuồng luôn rồi. Tháng mấy bay ngoài nè. Ngoài bự hết. Thôi vậy mình cắt veo đây nha, mình thả mấy bầy chim nhỏ ra luôn cho nó bay nhảy cho nó mạnh ở trong cái AV này, nó cũng đủ lông đủ cánh rồi, giờ nó ra ngoài được rồi.